Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay anh em. Vỗ tay vô anh em ơi. Ây cha cha anh em có thấy gì không? Những pha áo anh trả mù con mẹ nó mắt anh em à. Đãi sao mấy ngày không có chơi game. Đó, thì ngáo ngơ. Đó thì tôi đã quay trở lại rồi anh em à. Đãi hôm nay vào bích vị tướng Minecraft luôn nha anh em. Đãi mấy ngày không chơi game thì anh em cũng đã thấy cái trình ảo ảnh trảm hồi nãy giờ đó, mù con mẹ nó mắt anh em à. Ok, nổi sao anh em ơi. À bùa, cho em xin bùa anh ơi. Từ từ, à chết bà nó ăn chậm như ta. Xin em xin cái bùa nha. Rồi. Thôi được rồi anh ơi, được rồi, em xin có cái bùa thôi mà anh. Thôi rồi. Thôi nè, thôi. Em xin có cái bùa thôi, anh làm căng dữ vậy. Đấy, bùa nhà thì ăn thôi. Đó, ok. Thôi, biến về anh em à. Không sao. Hãy cho việc gì phải biến về đúng không anh em. Đãi ăn con Barret này nè. Đãi con Barret này sẽ hút lại máu nha. Ui trời ơi, đánh đào thế anh em. Ui trời ơi, nhắm không chừng nó đập tôi đè đầu, đập tôi chết luôn anh em. Ui trời ơi. Thôi, biến về nè nè. Đãi biến về cho an toàn anh em. Đãi ok, hello. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Đãi sau những ngày tháng vắng bóng không có chơi game, đãi thì hôm nay tôi đã quay trở lại. Đó, tôi sẽ cơm and bắt nha anh em. Đãi nhiều lần cơm bắt với anh em. Đãi hôm nay tiếp tục một lần cơm bắt nữa anh em à. Đãi trở lại tiếp tục làm những clip cho anh em xem nha. Đãi ok, thì để mở đầu cho cái chiến dịch cơm and bắt này thì gọi là tôi sẽ chơi vị tướng Murat nha anh em. Đãi vị tướng Murat đi rừng anh em à. Đãi đã cầm mu thì phải đi rừng nha anh em. Đãi chứ đừng chứ cầm mu cầm nắc, cầm mu cầm nắc, cầm cà đít tắc đó thì phải đi rừng nha. Đãi chứ đừng ra mít nha mấy anh hai. Đó ok, nói sao nha anh em. Có level 4 ra đây. À con BD xuống thịt con BD nè anh em à. BD ơi, BD bờ đo Antino ơi. Hello my friend. Mày chạy đi đâu con trai, chạy đi đâu bin. Ui trời ơi, có con cà rít nắc anh em à. Ai cha cha, trong cái trận đấu này thì tôi đối đầu với con nắc nha anh em. Á à, con cà rít nắc. Á à, nè mày làm gì tao, mày định làm gì tao nè. 1 2 3. Ui trời ơi, ôi giời ơi, mù con mẹ nó mắt con em à. Không sao anh em, pha đó chưa đủ đam nha. Đãi thì đầu á đây à nè, á đây. em xin lỗi em. phải cả trưởng ảo anh chạm, phải cả trưởng. Ui trời ơi, không sao, nhưng mà tôi phải giết được con này đó. Tôi lướt lên phát là ăn nó ngay chứ mà. Ấy cha cha, thôi anh ơi, không ăn được đó anh em à. Còn đó đàm ảo lắm anh em. Đó anh em cũng thấy rồi, thì sau nhiều ngày tôi không chơi game thì anh em thấy cái sự ngáo chó. Ôi rồi ngáo chó của tôi rồi không. Tí nữa là đai anh em à. Ok, không sao. Đầu game hơi là chịt chọt một tí nha anh em. Thôi vô ghẹo con. Ê thôi. Không để nó giết tôi chết anh em. Đãi tôi có ngọc hút máu mà đúng không? Đãi. Rồi, ok. Tiếp tục trở lại với vòng rừng của mình nha. Đãi thì đầu game anh em à, thì đầu game ăn không có ăn được cái mạng nào anh em à. Đãi khá là thọt rồi. Đó thì bây giờ là đi farm hết vòng rừng của mình nha. Đãi ok, thì sau mấy ngày tháng anh em không có gặp tôi, không biết anh em có anh em nào còn nhớ đến tôi không ta. Đãi chắc quên hết bà nó rồi anh em à. Bỏ vậy buồn lắm anh em. Đó ta. Ok. Rồi ok, thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em tiếp tục vẫn là cái trang bị cũng như bộ ngọc của vị tướng Murat này nha anh em. Đãi vị tướng nói chung là nó cũng bị giảm sức mạnh rồi đó anh em à. Đãi thì giảm sức mạnh từ cái chiêu cuối nè. Đãi thì nó cũng không còn gọi là auto cấm như mùa 13. Ok, I am fine. Đang nói trụ lướt lướt lả lướt
ngu bà chằng luôn. Đãi cái trụ nó bắn sắp mặt lờ anh em à, chết rồi, một mạng đã đi đai. Đãi đầu game khá là thọt nha, đãi không phải là do team địch ép mà thọt đâu anh em, do tôi ngu đó anh em à. Đó, ok thôi thì bây giờ cứ farm nha, đãi một tí nữa có đồ thì ảo ảnh chạm sẹt sẹt nó anh em à. Đãi thì trang bị trong clip này thì tôi vẫn sẽ lên gọi là cây kiếm cu hồn nè, đãi tiếp đến là đôi giày. Đãi giày thì anh em có thể lựa chọn tùy giày anh em mong muốn, giày bata, giày nike, giày gucci, giày chanel, đãi giày giày dép tổ ong các kiểu con đà điểu, anh em thích giày nào anh em mua giày đó nha anh em. Đãi có tiền giày nào cứ mua giày đó cho tôi. Đãi còn tôi thì ưu tiên đôi giày tóc đánh nha anh em. Đãi thích thì chơi thôi anh em à. Ủa mà nãy giờ đôi giày tóc đánh có liên quan gì đến những đôi giày tôi kể không anh em? Thôi bỏ qua anh em à. Thôi bỏ qua nha. Đãi việc gì khó thì bỏ qua, đãi việc gì khó cũng có Mezan rồi nha anh em. À còn Elandor hả mày? Elandor này. Ok, tiếp đến đôi giày, sau đôi giày thì tôi sẽ lên cây thương xuyên phá nha anh em. Đãi thương xuyên phá rồi phức hợp kiếm thôi. Đãi tiếp đến sẽ là tôi sẽ lên cây liềm nha. Đó. Còn anh em muốn mà mạnh hơn nữa, không muốn lên liềm luôn, anh em muốn full dam luôn á. Đãi thì sẹt sẹt cho nó đau ấy thì anh em sẽ lên luôn thẳng cho tôi cái đanh Phoenix nha. Ui rồi ôi thiếu đam anh em à. Ê sao mà chết được anh em. Ui thôi. Ui rồi ôi một pháo rồi anh em. Đãi anh em thấy trong pha đó hình chưa? Đó bị con gọi là con ếch đấy anh em, nó bắn tôi cái phát cuối. Hên đấy, còn một máu một tí nữa là đai rồi anh em à. Đó. Ok, thì cuối cùng sẽ là cái giáp hộ mệnh nha. Đãi đó là cái bộ trang bị của tôi. Đãi anh em đánh Murad thì cứ lên full dam thôi anh em à. Đó. Thì nó là thiên hướng sát thủ mà anh em. Đãi chiều cuối rất là mạnh nha. Đãi thì bản ngọc thì tôi vẫn lên bản ngọc gọi là tóc đánh cho nó thôi anh em à. Đãi 26 bản ngọc hả? 26% tóc đánh nha anh em. Đãi đó cho nó tích nội tại nhanh nè, đại để nó có thể sử dụng chiêu cuối được nha. Rồi ok, thì trong clip này tôi sẽ sử dụng cái gọi là bộ trang phục siêu việt này mày. Ok, ui rồi ôi được có mạng nè anh em à. À từ từ nha, tôi hồi mà chiêu của tôi hồi chiêu cuối một phát là có kêu chớ đâu không đủ đam anh em. Con quỷ con rồi này nó trâu quá anh em, nó lên giống đất gì mà trâu với người ta. Con chết đại double kill để dành cho vị tướng Murad. À mày ngựa bà này nha. Để rồi này ngựa nè. Đấy thì ra trong clip này thì bên tôi có vị tướng Lavi nha anh em. Đấy Lavile đó thì vị tướng mới ra mắt anh em. Thôi em biết anh BD rồi. Bởi vậy con BD đó thấy trai đã tùm tướp rồi anh em. Đãi bởi vậy đẹp trai cũng khổ đúng không anh em. Đãi đẹp trai khoai to khổ lắm anh em à. Khổ lắm anh chị em nha, chị em nha anh em. Đãi ok thì con đỉ này con thôi anh làm gì căng nhá đèn này nhá đèn, anh làm gì căng. Ôi rồi tí nữa thì đai anh em, tí nữa thì đai nha. Đấy người ta gọi đó là chọc điên mấy thằng ngáo chó đó anh em. Đấy bởi vậy tôi chọc điên vậy cái mấy cái thằng mà máu nó dồn lên não đó anh em, như cái thằng ra rách hồi nãy đó, nó cay cú lắm anh em à. Đó vậy khi mà anh em có thể thấy, anh chị em có thể thấy mà khi mà một thằng đàn ông ha mà nó nổi máu điên lên thì nó như vậy nè đấy, như con ra rách đó anh em à. Đại thanh niên cay cú mà nó đang cay cú tôi lắm rồi. À từ từ nha mày, nha mày, mày cay cú là nè. Ui trời ơi, đặt mặt vô tường anh em à. Ok thôi trở lại với trận đấu nha. Đại nè cay nè, cay không cay, cay không mày làm gì ta. Ui rồi nó kéo đồng minh ra luôn kìa anh em. Đại nó thấy con, nó kéo con cài đích nhắc này nè. Cay chưa liêu liêu ngựa bà nè, đấm tao nè. Đãi bỏ tật cây cú nha, chưa cây thì cây nhưng mà đâu làm gì được tôi. Đãi bởi vậy người ta thường nói nói gì ta
Nói gì tôi cũng biết tôi nói gì luôn anh em à. Đấy, ok, trở lại với trận đấu thôi anh em. Đấy thì khá là xanh rồi đó. BD, con BD là con BD chết không? Chết không? Ui rồi nó không chết anh em à. Nó không chết luôn. Á, à, cứu con quy, cứu con quy, cứu con quy. Này mày à. Ê đánh đo, ê đánh đo, ê đánh đo nè. Á, à, con cà lít nắc, con cà lít nắc từ từ nha. Mày bay vô đây cà lít nắc đâu rồi? Mày đâu? Ui rồi ôi, chưa chết. Đấy, truyền thuyết rồi anh em à. Đó thì sau một những pha gọi là ngáo chó thì tôi đã làm nóng lại cái tay rồi nha anh em. Đãi người ta thường nói đẳng cấp là mãi mãi mà anh em. Đãi phong độ là nhất thời nhưng mà ngáo chó là mãi mãi. Đấy. Legendary. Ok. Ok, đã được Legendary. Á, này lại là nó, lại là nó, lại là nó. Lại là con rat. Ừ rồi nó cay cú tôi. Nè, à, thanh niên đâu rồi? Nó đâu rồi? À, núp núp đi, mày núp trong trụ mày cũng không thoát đâu. Ê cha cha, im nha, im lặng nha anh em. Tất cả im lặng. Im lặng, tất cả hãy im lặng. Im lặng, im lặng. Ok, vô rồi. Gì anh em? Nãy giờ tôi ngủ quên. Ok, ok. À, nè, chết ông, chết ông. À, thôi anh ơi, thôi. Ôi giời ơi, thôi anh rát ơi, thôi anh ơi. Anh em thấy chưa? Anh em thấy thằng ra sắp đến cây cứu tôi chưa? Này là cây cứu là lên bảng nha con. Đãi anh em đánh rừng phải ghẹo cho những cái bản tính của những cái thằng đàn ông bên team địch nó trỗi dậy nha anh em. Đấy khi đó thì nó ngáo ngơ lắm anh em nè, nó sẽ mất bình tĩnh nha. Đó gọi là cái máu điên trong người nó nổi lên đó anh em. Đấy thì a mày đi đâu, mày đi đâu, từ từ anh em ơi. Nó đang rình mò gì ta? Mày hả mày. Ui giời ơi chết chưa. Ôi giời ơi chưa chết anh em à. Đấy không sao, để cho con Lavi nó xử đi anh em. Đấy ok thì anh em cũng có thể thấy thì anh em đánh rừng đúng không? Đãi những cái vị tướng gọi là cơ động nè, ảo diệu nè, đãi anh em cố gắng gọi là chọc điên nha anh em, đãi chọc điên gọi là cái bản tính đàn ông của những cái thằng đồng địch đấy nè. Đãi khi mà nó nóng lên rồi thì thôi rồi nha anh em. Nè, ai cha cha, con voi nó trâu dữ vậy ta? Lên giống đất gì mà trâu dữ vậy? Đãi ok. Bộ xanh mình ra chưa ta? Ok thì anh em xem đến đây nè, thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like nha. Đãi anh em nào chưa đăng ký kênh thì có thể ủng hộ cho mình một đăng ký nha. Đãi để cho mình có động lực để làm những clip tiếp theo cho anh em xem nha. Đãi ok, chúc anh em có một buổi trưa vui vẻ, goodbye. Chưa bye anh em, chưa lộn anh em. Đãi thì người ta gọi là cái câu nè từ thôi nơi chờ lại em con bồ đỏ em lấy nội tại anh hai đờ mờ đó thiệt cái thiệp thèm áp ca luôn đấy anh em. Đấy đánh mù, bỏ vậy đánh mù mà nó không chừa tôi con quái nào để tôi lấy nội tại anh em à. Bỏ vậy chán lắm em, những cái đồng đội gọi là không có tinh thần đồng đội một tí tẹo nào đấy. Cho em xin bùa xanh anh ơi. Hả ok, pha đó chừng chạy kịp, không chừng chạy kịp thì cũng mất bà nó con bùa xanh rồi anh em à. Ok rồi, nó đâu rồi ta. À từ từ nha, ba ui rồi ôi. Đãi thì sorry anh em nha, đãi thì trong cái pha đó gọi là cái điện thoại tôi bị nó gọi là ngáo ngơ đó nè. Đãi đang quay mà nó bị ngáo ngơ. Ok đãi không sao anh em à. Rồi ok, trả lại với trận đấu nha. Rồi thì bây giờ thì chắc phải đợi, còn đợi kinh công ra mình sẽ ăn con kinh công luôn nha. Ok lượm lại bùa xanh anh em à. Đấy ngon quá, ngon rồi, quá xanh rồi anh em. Đãi 615 rồi. Đấy ok thì bây giờ phải kiếm con quái anh em à. Đấy thì anh em đánh Murat thì cố gắng tích ít nhất là khoảng hai đòn nội tại anh nữa con ngựa lại mày lại ngựa
mày ngựa bà nè, kiếm tao nè. Bỏ ra đó, anh em thấy chưa, con ra rách nó cay cú anh em à. Ok, lụm nhẹ bùa xanh cái rồi ra end game thôi anh em. Thôi này tính anh kinh công mà thôi, đồng đội tôi nó đã end game rồi anh em à. Ok, vô luôn. Đấy, ok, thì chắc clip tôi đến đây cũng kết thúc rồi đấy anh em à. Đấy, ok, thì anh em nhớ để lại cho tôi một like và một subscribe nha anh em. Đấy, chúc anh em có một buổi trưa vui vẻ nè. Đấy, thì anh em có gọi là muốn tôi làm những clip tiếp theo về vị tướng nào nè. Đấy, thì anh em có thể comment nha. Đấy, thì tôi chơi được thì tôi sẽ làm cho anh em xem nha. Đấy, ok, bye anh em. Chúc anh em có một buổi trưa vui vẻ. Ok, bye.